Tòa án tối cao Venezuela bị trực thăng tấn công. Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro cho biết một trực thăng cảnh sát đã tấn công tòa án tối cao, nhưng một trong những quả lựu đạn ném xuống không phát nổ. Phóng viên AP ghi nhận, có nghe tiếng súng vào lúc một trực thăng sơn màu xanh bay trên bầu trời thủ đô Caracas, nhưng không thể biết tiếng súng xuất phát từ đâu. Vụ nổ súng này xảy ra trong buổi nói chuyện được truyền hình trực tiếp của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với các nhà báo thân chính phủ tại dinh Tổng thống ở Capital Caracas. Tổng thống Maduro nói rằng, một chiếc trực thăng cảnh sát màu xanh bắn vào tòa án tối cao, kẻ tấn công đã thả nhiều lựu đạn xuống, nhưng may thay một trong những quả lựu đạn ném xuống không phát nổ. Ông đã nhắc đến vụ việc gọi đây là cuộc tấn công khủng bố. Sớm muộn gì chúng tôi cũng bắt được chiếc trực thăng và những người thực hiện cuộc tấn công khủng bố này, ông nói. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra chiếc trực thăng này đã được lái thử bởi một người đàn ông tên là Oscar Perez. Trong một video được phát hành trên Internet, ông xuất hiện trong bộ quân phục và đứng cạnh những người mặc đồng phục, đeo mặt nạ thở và cầm súng trường tự động. Ông kêu gọi người dân Venezuela đứng lên chống lại chế độ chuyên quyền, cái mà ông ta gọi là chế độ độc tài của Tổng thống Nicolas Maduro. Lực lượng an ninh đang tìm kiếm ông ta và những người đồng lõa của ông. Trong khi đó, Tổng thống Maduro yêu cầu Liên minh Đối lập, gọi tắt là MUD, lên án cuộc tấn công với âm mưu lật đổ này. Ông nói, nó có thể gây ra thảm kịch với hàng chục người chết và bị thương. Vụ việc xảy ra cho thấy tình hình bất ổn ngày càng gia tăng ở Venezuela trước cuộc bầu cử vào tháng 7, sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố thành lập Quốc hội lập hiến sửa đổi hiến pháp, coi đây là cơ chế giải quyết tình trạng bất ổn hiện nay ở đất nước do phe đối lập kích động, trong nỗ lực ổn định tình hình an ninh trật tự của chính phủ.